Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức Ngày 15 tháng 3, Báo Tiếng Dân có bài bình luận Vì sao Võ Văn Thưởng sẽ phải rút lui khỏi chính trường của tác giả Lê Văn Đoạn. Tác giả cho biết ngày 13 tháng 3, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam nhóm họp Tại đây, sau báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an Có ủy viên Bộ Chính trị đã nhất trí khuyên nhưng nói đúng ra là buộc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ. Tác giả tóm tắt nguồn gốc và diễn biến sự việc. Theo đó, năm 2011, Võ Văn Thưởng được điều động về làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Năm 2012, tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu trúng thầu dự án tuyến đường bờ nam sông Trà Khúc, vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng. Các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi lúc đó đưa ra chủ trương này, gồm có Nguyễn Văn Thưởng, bí thư tỉnh ủy, Cao Khoa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh, giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ngày 8 tháng 3 năm 2024, Bộ Công an đồng loạt khởi tố, bắt giam các quan chức lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Ở Quảng Ngãi, hai ông Cao Khoa và Đặng Văn Minh đã bị C03 Bộ Công an bắt giam với tội danh nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự. Ngày trong chiều ngày 8 tháng 3, Hai ông này bị di lý về Hà Nội để giam giữ phục vụ điều tra. Cùng lúc, tại tỉnh Vĩnh Long, cơ quan điều tra Bộ Công an cũng bắt giam Đặng Trung Hoành. Có thông tin cho hay, Hoành là anh họ của ông Võ Văn Thưởng. Tác giả cho hay, theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, năm 2012, Đặng Trung Hoành là người đã đứng ra môi giới cho Phúc Sơn nhận dự án ngàn tỷ tại Quảng Ngãi. Hoành đã cầm của Hậu số tiền 60 tỷ đồng ở thời điểm đó năm 2012. Và đây là hình ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước. Được biết, tại cơ quan điều tra, Đặng Trung Hoành chỉ nhận tội một mình, không hề khai với cơ quan điều tra về việc ông ta chia chác cho ai số tiền lót tay từ tập đoàn Phúc Sơn. Như vậy, tác giả bình luận, chỉ sau hơn một năm nhậm chức, ông Võ Văn Thưởng sắp bị trút phế nửa chừng dư luận cho rằng ghế chủ tịch nước có dớp nên có quá nhiều chuyện không hay xảy ra khi ai đó ngồi vào. Cái dớp này bắt đầu từ khi chủ tịch Trần Đại Quang bị đầu độc phóng xạ và ra đi hồi tháng 8 năm 2018, ân huệ mà đảng dành cho ông Quang cũng là cách mà đảng trang điểm bộ mặt là em trai và con trai ông Quang được tiến thân trong nguồn máy chính trị. Sau tháng 2 năm 2023, Võ Văn Thưởng lên thai Nguyễn Xuân Phúc tuyên thể nắm chức chủ tịch nước. Kể từ đó, nhiều thế hệ đảng viên Cộng sản đánh giá ông Thưởng là ngôi sao sáng giá, xứng đáng tham gia cuộc đua tranh vị trí Tổng bí thư Đại hội 14. Và đây là hình Bộ trưởng Tô Lâm, người ép chết Võ Văn Thưởng. Thế nhưng tác giả nhắc đến chuyện đầu năm 2016, khi Võ Văn Thưởng lọt vào danh sách Bộ Chính trị khóa 13, Đại tá Nguyễn Văn Yên, vụ trưởng vụ 1, Ban nội chính Trung ương đã buộc miệng nói Mẹ nó, tao xích bắt nó năm 2013 rồi. Nguyễn Văn Yên hiện là phó trưởng ban nội chính Trung ương. Trong một diễn biến khác gây chú ý, theo tác giả, trong hai ngày 28 và 29 tháng 1, Tô Lâm đã đi thăm các cựu lãnh đạo phía Nam là các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết cùng các tướng lĩnh công an đã nghỉ hưu. Những người am hiểu chính trường lúc đó chỉ cảm nhận rằng có điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Tác giả kết luận, dư luận xôn xao, bình luận sôi nổi về những biến động từ chính trường Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ màn mở đầu cho cuộc quyết đấu tranh giành quyền lực trong đảng trước thềm đại hội 14. Ai sẽ ngồi vào cái ghế tổng bí thư, nắm chức vụ lãnh tụ tối cao của đảng, mới là đích ngắm cuối cùng của các phe phái. Từ bây giờ cho tới ngày đại hội chính thức diễn ra, sẽ còn nhiều màn trình diễn với đầy đủ các thể loại, dở khóc, dở cười. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việc vua và hoàng hậu Hà Lan hủy thăm vào phút chót liên quan thế nào đến chuyện nội bộ của Việt Nam? Ngày 15 tháng 3, BBC Tiếng Việt cho hay, vua và hoàng hậu Hà Lan hủy thăm vào phút chót vì chuyện nội bộ của Việt Nam. BBC dẫn trang web của Hoàng gia Hà Lan vào thứ Năm ngày 14 tháng 3 thông báo như sau. Nhà chức trách Việt Nam đã yêu cầu hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của vua và hoàng hậu Maxima tới thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì lý do nội bộ. Chuyến thăm cấp nhà nước dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 sẽ không được tiến hành. Trước đó, BBC cho biết theo kế hoạch được Hoàng gia Hà Lan công bố vào đầu tháng 12 năm 2023, vua William Alexander và hoàng hậu Maxima dự kiến đến thăm Việt Nam từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 và vào ngày 19 tháng 3 sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, người đã đưa ra lời mời. Và đây là hình bài trên BBC. Theo tờ tường trình vào ngày 19 tháng 3, Vua và Hoàng hậu Hà Lan dự kiến sẽ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm đón tiếp với lễ đón tại Phủ Chủ tịch. Vua William Alexander và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Theo chương trình nghị sự, vua và hoàng hậu Hà Lan cũng sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và có buổi hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vua William Alexander dự định sẽ cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giữ kháng cuộc thuyền rồng truyền thống của Việt Nam. Sau đó, vua và hoàng hậu Hà Lan sẽ gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Lịch trình cho thấy, vào buổi tối ngày 19 tháng 3, sẽ có tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân tổ chức. Nguyên thủ hai nước sẽ có bài phát biểu tại buổi tiệc này. BBC cũng cho hay, một điểm đáng lưu ý là dù vua và hoàng hậu đã thông báo hoãn chương trình thăm cấp nhà nước, nhưng các phái đoàn vốn tháp tùng vua và hoàng hậu thì vẫn đến Việt Nam. Và đây là hình gia đình hoàng gia Hà Lan. Website Hoàng gia Hà Lan thông báo chuyến đi của các phái đoàn kinh tế và doanh nghiệp vẫn diễn ra như kế hoạch. Theo đó, Bộ trưởng Chính sách Tự nhiên và Niter Kristen van der Waal dẫn đầu đoàn phụ trách thực phẩm nông nghiệp và làm vườn, Bộ trưởng Hạ tầng Kỹ thuật và Quản lý nước Mark Haber dẫn đoàn về vấn đề nguồn nước và logistics. Đoàn doanh nghiệp sẽ do bà Indra Thichin, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và nhà sử dụng lao động Hà Lan dẫn đầu. Vẫn theo BBC, sau 50 năm quan hệ ngoại giao từ năm 1973 đến năm 2023, Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại EU. Hà Lan cũng là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam, với khoảng 400 dự án đầu tư, tổng vốn đạt 13,5 tỷ đô la tính tới năm 2023. BBC đặt câu hỏi, chuyện nội bộ Việt Nam là chuyện gì? Và đây là hình Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trung tâm của những tin đồn gần đây, cho rằng ông bị ép từ chức. Quan sát chính trường ở cấp trung ương của Việt Nam, hoạt động đáng chú ý nhất gần đây có lẽ là cuộc họp tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng lần thứ 14 diễn ra vào ngày 13 tháng 3. Phiên họp có mặt các ủy viên Bộ Chính trị gồm có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. BBC cho hay công tác nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng được nhấn mạnh và được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ sự kiện liên quan đến nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chiến dịch đốt lò của ông Trọng vẫn tiếp diễn. Trong đó, hàng trăm cán bộ, quan chức cấp trung và cấp cao của đảng đã bị bắt từ sau đại hội thứ 13. Hiện chưa có thông tin khẳng định rằng việc vua và hoàng hậu Hà Lan bất ngờ hoãn thăm Việt Nam có liên quan tới chuyện nội bộ nào, liệu có liên quan đến công cuộc đốt lò ở thượng tầng chính trị Việt Nam hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin việc vua và hoàng hậu Hà Lan hủy thăm vào phút chót liên quan thế nào đến chuyện nội bộ của Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.